tập yoga giữa đường, chụp ảnh trên đường cao tốc hay là đeo bám quay chụp một người tu hành nào đó. Những hình ảnh không chỉ đang gây phản cảm mà còn vi phạm pháp luật. Việc bất chấp an toàn giao thông, biến đường phố thành studio quay chụp sẽ kéo theo những hệ lụy gì? Được xác định là loại hàng hóa nguy hiểm có khả năng gây độc tới môi trường và sức khỏe của con người. Vậy mà hoạt động bốc rỡ tiêu thụ lưu huỳnh lại đang được diễn ra lộ thiên với nhiều dấu hiệu không đảm bảo an toàn tại thành phố Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên. Vụ việc bức xúc này đang được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Vâng thưa quý vị, cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin Tổng thống Iran cùng với đoàn hộ tống đã tử nạn trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19 tháng 5 vừa qua. Những cuộc điều tra ban đầu đang xuất hiện những nghi vấn về hệ thống tín hiệu trên máy bay không được bật hay thậm chí là chưa được lắp đặt. Thông tin cụ thể hơn sẽ có trong phần tin quốc tế. Chiều và tối qua, mây dông phát triển và gây mưa to đến rất to tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận mưa gần 70mm dồn dập trong khoảng 2 tiếng thì nhiều tuyến đường ở thành phố Thủ Đức đã bị ngập nặng. Nước ngập quá nửa bánh xe và chảy xiết khiến người dân đi lại rất vất vả. Mưa lớn khiến khu vực chợ Thủ Đức gây ngập sâu, có nơi nước tràn vào nhà dân. Và điều đáng nói là nước mưa không thấm xuống các rãnh thoát mà phun trào ngược từ dưới cống ngầm lên, làm cho tình trạng ngập nghiêm trọng hơn. Và đây là lần thứ hai trong vòng một tuần đã xảy ra tình trạng là cống thoát nước bị bung ra, nước phun trào lên mặt đường. Và từ tối qua cho đến sáng sớm nay thì vùng mưa lớn đã dịch chuyển xuống phía Nam, tập trung ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó Bình Thuận, Kiên Giang là những nơi mà có mưa to nhất, có điểm lượng mưa ghi nhận trong 9 tiếng đã lên tới 176-185mm. Nhiều nơi khác ở Tiền Giang, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre và Trà Vinh cũng có mưa rất to trên 100mm. Do mưa lớn thì Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo nhanh về vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng cục bộ ngay trong sáng nay. Bà con đặc biệt lưu ý là ở tỉnh Bình Phước là khu vực Bình Long, Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài, Lộc Ninh, các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận, khu vực Đắk Long, Đắk Mưu, Đắk Rấp, Đắk Song, Gia Nghĩa, Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông. Vâng, không chỉ có mưa lũ tại khu vực Trung Bộ cũng như là mưa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà tại thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng nay thì những cơn mưa lớn cũng đã khiến cho dòng cát đỏ trên đồi cao trôi xuống và dường như là tạo thành lũ khiến cho nhiều tuyến đường bị chia cắt, thậm chí là cuốn trôi cả xe cộ. Và thông tin cụ thể ra sao, biên tập viên Mạnh Cường sẽ cập nhật đến quý vị. Xin mời anh Mạnh Cường ạ. Vâng, chào chị Hải Yến và xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, lũ cát đỏ trôi xuống trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã phủ một màu đỏ trên nhiều khu vực và gây ngập ở hai phường Mũi Né và Hàm Tiến. Đây cũng là nơi mà có nhiều khu du lịch đang hoạt động. Cụ thể là dọc trục đường từ Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Hàm Tiến kéo dài đến đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết thì có ít nhất 3 điểm cát đỏ tràn xuống đường. Cát đỏ từ trên đồi cao của một số dự án bất động sản, nghỉ dưỡng, xây dựng dang dở và các dự án treo đã bị nước cuốn theo khe rãnh xuống rồi tràn qua đường. Có nơi cát tràn cao cả mét và chia cắt đường. Nhiều nhà dân bị sập, hàng chục xe máy và xe ô tô bị vùi trong cát. Giao thông tại khu vực này trong buổi sáng ngày hôm nay bị ảnh hưởng, xe không thể qua lại. Hiện thì các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận đang phối hợp để điều tiết xe cộ, cứu hộ xe ngập và bắt đầu dọn dẹp lớp bùn cát đỏ giữa đường. Vâng thưa quý vị, đây chính là những hình ảnh cận cảnh của quá trình bốc rỡ và tiêu thụ lưu huỳnh lộ thiên tại bến thủy nội địa của công ty Thắng Lá tại phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên đã được phản ánh trong Chuyển động 24 giờ. Trong quá trình bốc rỡ thì có nhiều dấu hiệu không đảm bảo an toàn gây ảnh hưởng tới môi trường khi mà loại hóa chất này liên tục rơi vãi xuống sông. Liên quan đến vụ việc này thì với quan điểm xử lý nghiêm, không bao che vi phạm, trong buổi sáng ngày hôm qua, ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành, công an tỉnh để báo cáo kết quả xác minh xử lý các hành vi vi phạm của chủ bến bãi cũng như là quá trình vận chuyển tiêu thụ lưu huỳnh của chủ hàng. Ghi nhận tiếp theo của nhóm phóng viên Chuyển động 24 giờ. Theo kết quả kiểm tra xác minh của cơ quan công an, các phương tiện vận chuyển hóa chất lưu huỳnh trên đường thủy và đường bộ đều đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển. Những người tham gia điều khiển phương tiện bốc rỡ cũng đã được cấp chứng chỉ tập huấn vận chuyển hàng nguy hiểm. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên, việc cho tàu chở lưu huỳnh cập bến và bốc rỡ hàng hóa tại công ty Thắng Lá thuộc trách nhiệm của cảng vụ đường thủy nội địa, vì đơn vị này cho phép bốc rỡ lưu huỳnh tại đây. Chúng tôi xác minh và xác định là cái này là trách nhiệm thuộc về cái cảng vụ của Thái Nguyên và trực thuộc cảng vụ khu vực 2 của Việt Nam. Thì rõ ràng là quá trình xác minh của tôi xác định là cái việc mà người ta tổ chức bốc xếp với hàng lưu huỳnh được xác định là hàng nguy hiểm theo đúng nghị định số 42 của chính phủ, thì nó là chưa đảm bảo theo đúng cái quy định
được cấp phép theo quyết định số 476 của Sở Giao thông Vận tải, và chúng tôi cũng sẽ xem xét tham mưu cho huyện tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải xem xét cái việc xử lý và xem xét cái việc còn có cấp phép hoạt động nữa hay không. Hiện bến thủy nội địa của công ty Thắng Lá đã bị tạm đình chỉ hoạt động từ ngày 18 tháng 5. Nhưng điều khó hiểu là mặc dù trước đó cảng đường thủy nội địa tỉnh Thái Nguyên chính là đơn vị đã cho phép hoạt động bốc rỡ lưu huỳnh tại bến, nhưng sau khi báo chí phản ánh, đến ngày hôm qua, chính đơn vị này lại là cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty Thắng Lá vì lỗi khai thác không đúng mục đích so với giấy phép hoạt động đã được cấp. Mức xử phạt là 8 triệu đồng. Vì sao lại có chuyện tiền hậu bất nhất như vậy thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Theo cái nghị định 139 thì cái này là có xử phạt vi phạm hành chính, và trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong điều khoản bổ sung mà có xử phạt hình thức bổ sung thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp bổ sung, ví dụ như là đình chỉ bến cảng, ví dụ như là thu hồi giấy phép. Cái đấy nếu như có bổ sung thì chúng tôi sẽ căn cứ vào cái quyết định xử lý vi phạm hành chính đó, chúng tôi thực hiện cái biện pháp về quản lý nhà nước. Để đánh giá tác động môi trường sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã lấy mẫu nước tại vị trí đầu nguồn và cuối nguồn cùng mẫu bùn trầm tích tại bến. Do thời điểm lấy mẫu cách 2 ngày sau khi hoạt động rơi vãi hóa chất diễn ra, nên kết quả phân tích mẫu nước cho thấy các thông số ô nhiễm đều trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, mẫu bùn trầm tích tại cảng có lượng lớn lưu huỳnh đóng bọt. Vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất cần tiến hành nạo vét để đưa đi xử lý. Liên quan đến sự việc này, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam khẩn trương vào cuộc xác minh nội dung phóng sự Chuyển động 24 giờ đã phản ánh, báo cáo kết quả với Bộ trước ngày hôm nay, 21 tháng 5. Bây giờ sẽ là những tin tức mới được cập nhật trong cụm 3 phút tin nhanh ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hải đoàn Biên phòng 18 vừa bắt giữ vụ vận chuyển dầu không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Cụ thể là vào buổi sáng ngày 19 tháng 5, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại vùng biển tỉnh Trà Vinh, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với tàu cá mang biển kiểm soát của tỉnh Kiên Giang. Tại thời điểm kiểm tra thì tàu vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp lệ. Tàu cá này đã bị dẫn về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 tại thành phố Vũng Tàu để điều tra. Một nhóm đối tượng chuyên làm giả giấy phép lái xe, đăng ký xe và nhiều giấy tờ khác đã bị công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa điều tra và khởi tố. Các đối tượng đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, nhận làm các loại giấy tờ giả như là giấy đăng ký xe, giấy khám sức khỏe, giấy phép lái xe, hình thức giống thật đến 90%, có thể quét cả mã QR lên chính xác thông tin của khách hàng. Các đối tượng này đã tung ra thị trường khoảng 2.000 giấy tờ giả, thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt. Thưa quý vị, chỉ mới đầu mùa mưa thế nhưng mà tình hình sạt lở ven sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã bắt đầu diễn biến phức tạp khó lường. Điều này khiến cho người dân sống ven các tuyến sông luôn bất an. Mới đây nhất là vụ sạt lở nghiêm trọng dọc kênh Sáng Bạc Liêu, Cà Mau, đoạn qua các xã Tân Phong, Phong Thạnh và phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. 7 căn nhà đã bị sạt lở với tổng chiều dài đất nhà ở bị sạt lở là 37m. Ngoài ra thì còn có 30 căn nhà bị ảnh hưởng xuất hiện các vết nứt có nguy cơ sạt lở rất cao. Tại hạ lưu cống Sư Son cũng có 40m sạt lở. Thưa quý vị, địa điểm cho phép người dân được thoải mái tập luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí ngay dưới lòng lề đường chỉ có thể là những tuyến phố đi bộ mà thôi. Còn nếu thực hiện những hoạt động ở trên những tuyến đường có các phương tiện đang lưu thông thì phản ứng của những người đi đường có lẽ phần đông sẽ giống như người lái xe như clip quý vị vừa theo dõi, thốt lên rằng đường giao thông mà, sao làm gì mà kỳ cục vậy? Những bài học về luật giao thông là thứ mà con em chúng ta được dạy ngay từ khi mới vỡ lòng. Thế nhưng lại có nhiều người lớn vẫn đang cố tình không chịu hiểu điều đó. Hành động bất chấp an toàn giao thông biến đường phố thành studio quay chụp tự phát sẽ kéo theo những hệ lụy gì? Hãy cùng bàn tới vấn đề này trong Chuyện Nóng ngày hôm nay. Vô tư trải thảm, tạo dáng chụp ảnh giữa ngã ba đường. Thậm chí biến đường phố thành sàn tập yoga khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Đường có đông thì cũng không ngăn được tình yêu dân vũ. Đường giao thông mà chơi kỳ ta. Mặc xe cộ ngược xuôi, cứ làm vài bộ ảnh rước dâu cái đã. Hay cứ thỏa sức đeo bám, quay chụp một người tu hành nào đó. Với những người yêu nhạc thì có lẽ là không còn xa lạ gì với bức ảnh của ban nhạc The Beatles. Để lưu lại hình ảnh bộ tứ sải bước
trên đại lộ Abay thì nhiếp ảnh gia chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi là 10 phút để chụp hình mà thôi, dưới sự hỗ trợ của một cảnh sát để tạm dừng các phương tiện qua lại. Rõ ràng là mọi thứ đều diễn ra rất nhanh để không gây cản trở giao thông và phải được sự đồng ý phối hợp của lực lượng cảnh sát. Vậy nhưng ở Việt Nam, cứ mỗi mùa hoa nở hay khi có một địa điểm check-in mới xuất hiện thì không khó để bắt gặp những hình ảnh đám đông tụ tập ở một góc đường nào đó vô tư thả dáng quay chụp hình. Khi mà nhiều người còn đang mải mê săn ảnh đẹp thì ở phía sau hậu trường lại lộ ra những khoảnh khắc vô cùng xấu xí. Hà Nội với 12 mùa hoa, mỗi tháng mỗi vẻ. Khi thành phố khoác lên mình chiếc áo mới thì cũng là lúc nhiều người lựa chọn những góc chụp thật riêng để khoe những hình ảnh rất thơ của mình. Và nếu muốn đẹp thì đôi khi phải bỏ qua nhiều thứ, bỏ qua sự an toàn của bản thân, bỏ qua sự nhắc nhở, bỏ qua ngay cả chiếc xe của mình. Mà sao mình lại để xe dưới lòng đường như thế này? À không, mình đi luôn mà. Nhưng mà để thế này có ảnh hưởng đến người khác không? Có ảnh hưởng, có ảnh hưởng. Mình thấy hoa đẹp mình chụp ảnh thôi. Không, mình chỉ dừng lại rồi mình đi luôn đây. Đi đi em đi. Lấn chiếm lòng đường, biến bất cứ đâu trở thành nơi chụp ảnh không phải là hình ảnh hiếm gặp mỗi khi mùa hoa đến. Những con đường lãng mạn nhất của thủ đô, vì thế đối với người đi đường, trở thành những nơi chẳng ai muốn ghé qua. Mà có nhiều khi mình cũng phải tránh, ví dụ chiều đi làm tan tầm chẳng hạn, thế thì mình cũng phải tránh đường khác. Vì khi mà các bạn chụp ảnh thì nên là để xe vào trong vỉa hè và chụp trên vỉa hè thôi, mà không nên chụp dưới lòng đường thì rất dễ là gây ảnh hưởng giao thông. Mình không nên đặt cược tính mạng của mình để có một bức ảnh đẹp. Mọi người kiểu tạo cái chen hoặc là tạo cái view hoặc là nên là từ trên vỉa hè mọi người lấy hình ảnh chạy xuống, nên là cũng nên là người đi đường sẽ bị ảnh hưởng, giật mình, nhiều lúc họ sẽ bị phanh gấp, sẽ bị ngã. Thực tế, những bức hình tại các vị trí bất chấp nguy hiểm để sống ảo thường có khung cảnh đẹp hơn, độc lạ hơn với các bức ảnh chụp ở những nơi an toàn. Em cũng thấy là dù mình có muốn đun fan như thế nào thì mình cũng nên có ý thức đầu tiên trước khi mà mình muốn đun fan. Thì ngay sát đường có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại, nên là mình cũng luôn chú ý đến con và đảm bảo sự an toàn của hai mẹ con trong quá trình chụp ảnh. Mình cũng sẽ chọn những vị trí mà người ta không tập trung quá đông, nhặt một vài bông hoa dựng để cài lên tóc cho con chẳng hạn, hoặc là chụp xa thì nó sẽ không ảnh hưởng đến mọi người nữa. Đam mê cái đẹp là nhu cầu của mỗi cá nhân, song việc bất chấp đánh đổi sự an toàn của bản thân và người khác là điều không nên làm. Vâng, bất chấp nguy hiểm chỉ để có được một tấm ảnh đẹp. Nên nếu đi tìm đáp án cho câu hỏi quay chụp như thế để làm gì, thì nhiều người sẽ có chung nhận định là những đối tượng trong hình đang cố tình để câu like, câu view. Nhận định này thì không phải là không có cơ sở, bởi nhiều hình ảnh quay chụp dưới lòng lề đường đều được chính chủ nhân khoe trên các tài khoản mạng xã hội của mình. Đặc biệt là như vụ việc dừng xe rước dâu giữa đường gây nhiều chú ý trong thời gian gần đây, có liên quan tới một nhân vật được biết tới với tên gọi là Hải Idol. Sau khi đối tượng này cùng với ba đồng phạm bị khởi tố vì hành vi gây rối trật tự công cộng thì cũng là lúc mà mục đích quay chụp được làm sáng tỏ. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 4 vừa qua, 4 chiếc xe trong đoàn rước dâu đã dừng đỗ khá lâu trên đoạn đường qua địa phận của xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trong quá trình này, một đối tượng đã phát livestream trên Facebook Hải Idol vượt khó, thu hút tới hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Đến tối cùng ngày, khi thấy có nhiều bình luận lên án hành vi trên nên đối tượng đã tự gỡ bỏ. Tại cơ quan điều tra, Phạm Đức Hải hay còn gọi là Hải Idol khai nhận sử dụng nhiều tài khoản trên Facebook, TikTok để bán quần áo online. Việc livestream sản xuất các video liên quan đến đoàn rước dâu nhằm đánh bóng tên tuổi, tăng lượng tương tác theo dõi và tăng tương tác trên các kênh bán hàng. Vâng, tôi nghĩ thực sự là sôi hỏng bỏng không chị Hải Yến ạ, bởi vì sức mạnh của mạng xã hội là rất lớn và những đối tượng này khi mà quay những video, những bạn trẻ khi mà quay video thì mong muốn là video của mình sẽ có nhiều lượt tương tác, có nhiều lượt like, lượt share, nhưng mà vì sức mạnh quá lớn của mạng xã hội cộng với những cái nội dung quá là tiêu cực thì lại quay ngược lại nhận về những cái phản ứng rất là tiêu cực từ mọi người. Vâng, đúng như vậy. Vậy đây là gì? Đó là phải cẩn trọng khi mà đăng bất kỳ một thông tin nào trên mạng xã hội, và cũng cần phải cẩn trọng khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin. Trong khoảng 2 tuần vừa qua thì có một cá nhân đã bất đắc dĩ trở thành hiện tượng mạng bởi sự đeo bám của những người làm nội dung trên mạng xã hội, khiến cho người này liên tục bị làm phiền bởi những đám đông hiếu kỳ. Tôi đang muốn nói tới người có tên là Thích Minh Tuệ. Dù là người đàn ông này khẳng định mình chỉ là người dân bình thường đang tập học theo lời Phật dạy, đi khất thực để rèn luyện đạo đức và sức khỏe. Vậy nhưng nhiều nội dung trên mạng xã hội vẫn theo sát hành trình và gán cho ông với cái tên gọi như là thầy, là nhà sư.
Thích Minh Tuệ đã tập tu theo cách thức khổ hạnh được 6 năm và thực hiện 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Các chuyến chân trần xuyên Việt trước đây của ông không gây ra bất kỳ sự ồn ào nào. Nhưng việc mà các YouTuber, TikToker và Facebooker bất ngờ quay chụp ông đã khiến cho đám đông rồng rắn đi theo cả quãng đường dài, đi bộ tràn xuống cả lòng đường gây cản trở giao thông, thậm chí là đã xuất hiện những cảnh xô đẩy, tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh, quay phim, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều tài khoản mang tên là Thích Minh Tuệ, lan truyền những nội dung chưa xác thực. Hình ảnh của ông cũng bị lợi dụng để xuyên tạc về đời sống tu hành của nhiều tăng ni Phật tử khác. Và mục đích của những màn đón lõng quay chụp Thích Minh Tuệ thì chỉ người đứng sau ống kính thì mới có thể hiểu rõ được. Nhưng dù để thỏa mãn sự hiếu kỳ, để tăng tương tác hay đơn thuần là bởi sự sùng bái hoặc là vì bất kỳ động cơ nào khác thì việc làm này cũng tạo nên những cảnh tượng lộn xộn và phản cảm. Đối với bản thân của người tu hành cũng bị quấy quả, làm ảnh hưởng đến quá trình tu tập. Mới đây nhất thì người đàn ông này cũng đã phải lên tiếng xin đám đông hãy dừng lại việc theo chân mình. Họ tu hành họ làm riêng việc riêng tư chứ đâu phải khi nào cũng làm như này đâu, đâu phải diễn viên điện ảnh đâu, không phải Hollywood, không phải chiếm phim. Mọi người á là cùng về làm công việc của mình, hộ pháp cùng làm công việc của mình, với để YouTube ấy cũng về làm công việc của mình, chúng tôi không cần ai đi theo nữa, tại vì đi theo là vừa mất trật tự vừa mất cái giao thông, mà chúng tôi cũng không có cần phải như thế này thì nó cũng không đúng cái hạnh ấy. Đi tới đâu mọi người cũng đi theo rồi ảnh hưởng tụ họp. Có thể thấy những vụ việc gần đây thì đều có sự xuất hiện của yếu tố đám đông. Dù đoàn xe rước dâu, nhóm tập yoga, nhóm nhảy nhót giữa đường hay là vụ việc đám đông đi theo người tu hành đã được các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xác minh, có những hình thức răn đe hoặc là lên tiếng cảnh báo, nhưng vẫn có những người xem thường pháp luật. Hướng xử lý những vụ việc này như thế nào thì tôi đã tìm đến gặp luật sư để trao đổi cụ thể hơn về nội dung này. Vâng, câu hỏi đầu tiên muốn được hỏi luật sư Thái, chắc hẳn là anh cũng biết những vụ việc nổi cộm trong tuần vừa qua như là việc tập yoga, chụp ảnh giữa đường này, chụp ảnh trên đường cao tốc. Với những hành động như vậy thì pháp luật xét vào mức vi phạm như thế nào và với mức phạt ra sao? Thì tất cả những cái hành vi này, các cái hoạt động này đều là các cái hoạt động vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 11 của Nghị định 100, với mức xử phạt là từ 100.000 tới 200.000 đồng đối với từng cá nhân vi phạm. Đối với cả những cái hành vi khác, nếu như có mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng tới trật tự xã hội thì còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự về cái hành vi là gây rối trật tự công cộng. Thì cụ thể như là cái đoàn xe đưa dâu đã có hành vi dừng đỗ và chụp ảnh trên đường cao tốc thì cái khung hình phạt ấy thì nhẹ nhất đấy là 3 tháng tù tới 7 năm tù tùy từng tính chất mức độ của hành vi. Nhưng mà với những mức xử phạt chỉ từ 100 cho đến 200 ngàn đồng như vậy thì cái mức độ răn đe của nó có hơi nhẹ quá không ạ? Cái mức xử phạt này khi mà mọi người xem xét ở trong một hành vi nguy hiểm và mong muốn răn đe thì mọi người sẽ mong muốn là xử phạt ở góc mức độ cao để có tính chất răn đe. Tuy nhiên ở trong những trường hợp tính chất nghiêm trọng không cao và thậm chí tính chất rủi ro không cao thì mình lại thấy là cái mức xử phạt này là vừa đủ để nhắc nhở răn đe họ lần sau không tái phạm. Tuy nhiên là cũng nên, theo quan điểm của tôi thì cũng nên đưa ra một cái khung nó có biên độ là rộng hơn. Ví dụ như là cái biên độ có thể từ 100.000 tới 500.000 chẳng hạn, hoặc là thậm chí là từ 100.000 tới 1 triệu đồng cho các cơ quan áp dụng pháp luật, các cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính có được cái khung để áp dụng đối với cả tùy từng vụ việc. Những trào lưu thì thường xuất phát từ mạng xã hội, và bên cạnh sự hiếu kỳ của một bộ phận người dân thì cũng có một bộ phận khác lợi dụng mạng xã hội để có thể là livestream, câu like, câu view. Thậm chí là qua sự việc của thầy Thích Minh Tuệ vừa rồi thì không ít người đã lập những cái tài khoản giả mạo để trục lợi, để kêu gọi quyên góp. Thì như vậy có vi phạm pháp luật hay không, và mức xử phạt đối với những hành vi đó là như thế nào ạ? Liên quan tới các hoạt động livestream trên mạng xã hội, đối với cả cái việc livestream thông thường, kêu gọi mọi người thông thường thực hiện các hoạt động mà phù hợp quy định pháp luật thì rõ ràng ở đây là chẳng có gì vi phạm cả. Và các hoạt động đó mang tính chất tự do, đặc biệt là tự do về thông tin của họ. Còn đối với cả việc mà livestream rồi cho qua đó lại lôi kéo, dụ dỗ mọi người thực hiện các hoạt động trái pháp luật, thực hiện các hành vi trái pháp luật thì rõ ràng đây là vi phạm rồi.
Điển hình như là cái việc live stream mà lại lôi kéo rủ dê mọi người để là xuống đường tuần hành cùng với cả thầy Thích Minh Tuệ, rồi lại trong đó lại hô hào là xâm phạm tới các cái cá nhân tổ chức khác, thì rõ ràng đây là những cái hành vi rất là sai trái. Còn đối với cả những người mà dụ dỗ lôi kéo thì còn tùy vào tính chất mức độ, tùy vào cái việc mà họ thực hiện hành vi lôi kéo thì cũng có thể bị xử lý vi phạm hành chính. Có những người lại còn live stream kêu gọi mọi người đóng góp tiền ủng hộ với danh là quyên góp tiền, nhưng thực ra đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 của Bộ luật Hình sự rồi. Và tùy vào cái giá trị, số lượng tiền mà người đó quyên góp được hay là lừa đảo được mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhẹ thì là có thể bị cải tạo không giam giữ tới 2 năm, còn nặng thì có thể bị xử phạt tù từ 6 tháng, thậm chí tới tù chung thân. Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thái về cuộc trò chuyện vừa rồi. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, cập nhật thông tin về vụ rơi máy bay chở Tổng thống Iran Ibrahim Raisi khiến Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Iran cùng toàn bộ thành viên trên chiếc máy bay thiệt mạng. Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là chiếc trực thăng này nhiều khả năng đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống như vậy trên máy bay. Chiếc trực thăng này đã gặp nạn được cho là mẫu trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất, vốn được đánh giá cao về tính năng nhưng cũng từng liên quan đến một số vụ tai nạn và vụ rơi máy bay tại Iran. Lần này cũng được xem là một trong những lỗi kỹ thuật đó. Do Iran nằm trong khu vực chịu trách nhiệm ứng phó khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan chức năng cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm tra tín hiệu từ trực thăng khi nghe tin rơi máy bay. Nhưng thật không may, hệ thống tín hiệu có thể đã bị tắt hoặc trực thăng không có hệ thống tín hiệu đó. Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở cố Tổng thống Raisi mất liên lạc với hai chiếc còn lại. Các máy bay trực thăng ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực trong khoảng 20 phút, nhưng buộc phải hạ cánh khẩn cấp do điều kiện thời tiết xấu và sương mù dày đặc. Các thông tin điều tra sơ bộ cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do trực thăng mất lái vì sương mù dày đặc và hỏng hệ thống điện tử nên rơi xuống núi và bốc cháy. Trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất có thể chở 15 người, bao gồm một phi công, trọng tải cất cánh 5,1 tấn, tốc độ tối đa 220 km/h. Mẫu trực thăng Bell 212 được trang bị hai động cơ. Nếu một động cơ bị hỏng, động cơ còn lại có thể duy trì công suất 900 mã lực trong vòng 30 phút. Với mức nhiệt dưới 10 độ C, có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng các cánh quạt bị đóng băng ở độ cao lớn hơn. Giới phân tích cho rằng, việc trực thăng chở Tổng thống Iran Ibrahim Raisi không phát cuộc gọi khẩn cấp cho thấy đã có vấn đề nghiêm trọng về khả năng kiểm soát của phi công và có thể phi công đã quá tập trung vào việc hạ cánh chiếc trực thăng hoặc giữ nó thăng bằng trên bầu trời. Vâng, bên cạnh việc điều tra về sự cố máy bay rơi thì Iran cũng sẽ tổ chức bầu cử bất thường để bầu ra tổng thống mới vào ngày 28 tháng 6 tới. Tuy nhiên thì sự ra đi đột ngột của cố tổng thống Iran được các chuyên gia nhận định là sẽ không ảnh hưởng đến các chính sách của quốc gia này. Việc tổng thống Iran Ibrahim Raisi qua đời trong vụ tai nạn máy bay vừa qua, trong khi các cái cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Israel-Hamas tại Gaza đang diễn ra hết sức ác liệt, thì trong cái cuộc xung đột này thì Iran lại ủng hộ Hamas và các nhóm vũ trang ở Liban, Syria, Iraq, Yemen rồi Palestine. Thì nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng là cái sự việc này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới tình hình khu vực. Tuy nhiên, theo tôi thì việc Tổng thống Raisi đột ngột qua đời đúng là một cái cú sốc trên chính trường, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tình hình Trung Đông hiện nay. Bởi vì theo thể chế chính trị của Iran thì các cái chính sách đối nội cũng như đối ngoại đều do Hội đồng Giám mục tư vấn trình lên lãnh tụ tối cao giáo chủ Ali Khamenei, và giáo chủ là cái người quyết định cuối cùng. Tổng thống chỉ là người thực hiện các cái quyết sách của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei mà thôi. Phó Tổng thống Mohammed Mukhbar hiện nay giữ cái chức vụ quyền Tổng thống là người rất trung thành với chế độ và giáo chủ Ali Khamenei. Trong cái bầu cử sắp tới thì nhiều khả năng là ông này sẽ trúng cử, và nếu không thì một nhân vật khác vẫn trung thành với chế độ và giáo chủ Ali Khamenei. Chúng ta phải thấy rằng là từ cái cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, qua nhiều đời Tổng thống nhưng mà chính sách của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không hề thay đổi. Cho nên là cái việc Tổng thống Ibrahim Raisi qua đời, theo tôi thì chính sách của Tehran đối với các cái vấn đề quốc tế ở trong nước cũng sẽ không thay đổi.
Sức khỏe của Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định và đang dần cải thiện sau vụ ám sát vào tuần trước. Đây là thông tin mới được xác nhận từ bệnh viện nơi đang điều trị cho ông Fico. Bệnh viện cho biết là ông Fico đã có sự cải thiện về lâm sàng và giao tiếp, các dấu hiệu viêm cũng đang giảm dần. Trước đó thì vào ngày 15 tháng 5 vừa qua thì ông Fico đã bị trúng nhiều phát đạn trong lúc giao lưu với người dân ủng hộ ở thị trấn Hanova. Trong đó thì có những vết đạn chỉ cách gan 5 cm. Nghi phạm nổ súng 71 tuổi đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Chủ tịch cuộc điều tra một bê bối về truyền máu nhiễm bệnh ở Anh vào ngày hôm qua cho biết là 30.000 người đã được truyền máu và các sản phẩm máu bị nhiễm HIV hoặc viêm gan. Bê bối này xảy ra trong hệ thống dịch vụ y tế quốc gia Anh trong những năm 1970 và 1980. Theo báo cáo điều tra thì vụ bê bối này không phải là tai nạn mà là lỗi của các bác sĩ và các đời chính phủ Anh. Trong một số trường hợp thì các sản phẩm máu được lấy từ máu hiến của các tù nhân Mỹ hoặc là các nhóm người có nguy cơ cao để sử dụng cho trẻ em, khiến cho các em lây nhiễm HIV hoặc viêm gan C. Các nạn nhân khác đã được sử dụng trong các thử nghiệm y tế mà họ không hề biết hoặc là không đồng ý. Việc sử dụng máu bị nhiễm bệnh đã gây ra cái chết cho 3.000 nạn nhân và nhiều người khác phải chịu đựng bệnh tật trong suốt cuộc đời ở Mỹ, Pháp và Canada và nhiều quốc gia khác. Cuộc điều tra cũng cho thấy là chính quyền và dịch vụ y tế công của Anh đã cố tình che giấu sự thật trong nhiều thập kỷ. Các nhà chức trách dự kiến là sẽ công bố khoản bồi thường khoảng 10 tỷ bảng Anh, tức là hơn 323.000 tỷ đồng cho các nạn nhân. Dịch vụ y tế quốc gia và các chính phủ kế tiếp nhau đã làm tăng thêm sự đau đớn của các nạn nhân khi từ chối công nhận sai lầm đã xảy ra. Hơn thế nữa, chính phủ liên tục khẳng định rằng các nạn nhân nhận được sự điều trị tốt nhất lúc đó và việc xét nghiệm máu hiến tặng bắt đầu ngay khi có công nghệ kiểm tra. Cả hai tuyên bố này đều sai sự thật. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với tất cả chúng ta. Đôi khi chúng tôi đã cảm thấy như mình đang hét vào trong gió suốt 40 năm qua. Khi chúng tôi nói với họ, họ không tin chúng tôi. Họ nói điều này không thể xảy ra ở Anh. Hôm nay, tôi muốn nói trực tiếp với các nạn nhân và gia đình họ. Một số người trong số họ đang có mặt ở quốc hội lúc này. Tôi muốn đưa ra lời xin lỗi hết lòng, rõ ràng là về sự bất công khủng khiếp này. Khu vực thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã phải trải qua 4 ngày liên tiếp phải hứng chịu nắng nóng cực đoan. Ít nhất 6 trong số 15 trạm thời tiết vùng thủ đô ghi nhận nhiệt độ trên 46 độ C. Mức nhiệt này khiến cho các nhà chức trách phải gia hạn cảnh báo đỏ cho đến ngày 24 tháng 5 và chính phủ Ấn Độ buộc phải yêu cầu các trường học đóng cửa. Tất cả các trường công lập đều đã đóng cửa từ ngày 11 tháng 5, song một số trường tư thục thì vẫn hoạt động. Sở Giáo dục New Delhi đã ra thông tư yêu cầu tất cả các hiệu trưởng của các trường nói trên phải đóng cửa và cho học sinh nghỉ hè sớm ngay lập tức. Hiện phần lớn khu vực Tây Bắc Ấn Độ đang phải đối mặt với thời tiết khô nóng, chủ yếu là do ít mây và gió Tây khô thổi từ bang Rajasthan, khô cằn, nơi mà mức nhiệt độ trong ngày luôn luôn duy trì ở mức 46 độ C.